dòng điện thoại iPhone 4 và 4S. Trước mắt các bạn là sản phẩm bao da Hoco màu hồng. Sản phẩm này đang được bán ở US.com với giá 180.000 đồng. Chúng ta sẽ cùng xem qua bao da này. Đây là chiếc bao da. Bên trong có một lớp ni lông, gói chống ẩm và một miếng xốp để giúp cho bao da được vuông hình sắc cạnh. Tôi sẽ lắp thử vào một chiếc điện thoại. Cách lắp bao da cũng khá là đơn giản và dễ dàng. Đây, rất là phù hợp cho các bạn nữ. Đây là mặt sau và đây là mặt trước. Bao da có hai chức năng, vừa bảo vệ mặt sau và vừa bảo vệ mặt trước của màn hình, khác với những dòng ốp lưng chỉ có mặt sau. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, có thể qua trực tiếp showroom US.com 14 Thái Hà mới hoặc truy cập vào website us.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.